xin chào bạn tôi là nguyễn linh hải ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách để sử dụng công cụ hỗ trợ để chuyển đổi uid sang số điện thoại trên facebook giúp cho chúng ta có thể thực hiện việc remarketing và quảng cáo những cái bài viết những cái chia sẻ thậm chí là những cái bài bán hàng đến thẳng những cái đối tượng khách hàng mà chúng ta mong muốn ở video trước thì tôi đã chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể quét và quét uid từ những tập khách hàng mà chúng ta mong muốn trong cái lĩnh vực kinh doanh của chúng ta thì bạn có thể xem video trước để có thể biết được cách làm và ở trong phần này thì đầu tiên để có thể thực hiện được chuyển đổi này thì chúng ta cần vào cái file Excel của chúng ta mà chúng ta đã đã lọc được cái UID ví dụ như ở đây thì với mỗi một lần thực hiện việc chuyển đổi như này thì tối đa là 10.000 UID thì chúng ta sẽ thực hiện được là copy lấy 10.000 dưới 10.000 cái data này thì ví dụ ở đây tôi sẽ chọn đến cái ô A9999 à, và sau đấy thì copy ngược nó lại sau đó thì chúng ta sẽ paste cái dữ liệu UID vào đây và sau đó bấm vào chuyển đổi UID ngay thì ở đây thì hệ thống sẽ thực hiện việc chuyển đổi sẽ mất trong một vài giây thì sẽ chuyển đổi sang cái số điện thoại ở trên Facebook của những cái tệp UID này và thông thường thì cái tỷ lệ nó sẽ rơi vào khoảng tầm 30 đến 40 phần trăm thậm chí là hơn tùy theo cái tệp UID của chúng ta lựa chọn và sau khi chúng ta có cái tệp số điện thoại này rồi thì chúng ta sẽ import nó vào trong cái phần trình quản lý quảng cáo của trên Facebook và chúng ta sẽ quảng cáo thẳng đến cái đối tượng mà chúng ta mong muốn thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách làm ở cái video tiếp theo và bạn có thể thấy là đã tìm được là 4.274 kết quả thì đây chúng ta sẽ chọn vào là tải Excel để có thể tải cái file này về dưới dạng Excel để chúng ta có thể thực, dễ dàng thực hiện cái thao tác này và những cái thông tin ở đây đó là lọc ra đó là có UID này số điện thoại của khách hàng này tên này giới tính này và những cái location là cái vị trí và địa lý của khách hàng ví dụ như đây tôi sẽ trách thử một số này nhé đây là Lâm Tiến Dũng đó. và sau đấy thì chúng ta vào trên Facebook chúng ta thử tìm kiếm đó đây face của cái số điện thoại này đây và như vậy thì rất là nhanh chóng thì chúng ta đã có một cái file Excel như thế này đó thì chúng ta có thể kéo cuộn xuống dưới dưới cuối là sẽ thấy cái số lượng 4274 Đây, 4274 và như vậy là rất là nhanh, nhanh chóng thì chúng ta có thể thực hiện việc chuyển đổi từ UID sang cái số điện thoại trên Facebook Chúc bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ở video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách để sử dụng cái tệp số điện thoại mà chúng ta đã lọc ra này để chúng ta thực hiện việc quảng cáo và remarketing ở trên Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại.